Con có muốn xuống chơi không? Chào con. Con chào nha. Con chào ơi. Cậu gì nè, con ngồi gì kỳ vậy ông nội? Lắc dây đi qua đây, lắc dây đi. Phi, Phi, qua đây con. À, có cô lắc phụ nữa kìa. Xong một, one man down. Tới đứa nào? Đi nè, tới đi nè. Nó bắt trước á chị ơi. Chạy liền á. Ủa, hai có chị Nga mình. Có. Chị Thôi mà, đừng cho làm cái điều nó không. Chết đi, chết cái này chết. Trời ơi, ngầu quá vậy. Chết. Chết đi. Ủa nãy em mới té cái đụng mà chị. Đừng lắc nó nha. Nãy em mới té cái đụng mà chị. Chồng chị á. Gì? Trời chết cưng ghê không kìa. Thương không? Ủa, thương quá. Ừ. Đừng có hết pin. Ủa, làm gì ạ? Nhi bò lên mà bò không. Mệt quá trời. Rồi còn thở luôn rồi. Lại chứ không có chơi thường á, lâu lâu chơi cái trò này tối về rim mình nó không có giỡn đâu. Chết giỏi quá, cố lên chết. Chết awesome. Đừng có lắc nha, đừng có lắc em nha. Nói Vi đừng lắc em. Rồi, one man down. Two man down. Cái gì mà chưa đi giữa đường nữa. Xong, another man down. Ai ở thèm hả? Con bé, một tí. Rồi, xong Vi rồi, Vi. Vi đi kiểu gì mà đứng không được vậy con? Con lên Vi ơi. Chết ơi, lên không được. Đâu lên được, chết đâu lên được. Chị Vi đắc, nó lắc. Trời ơi, con gái người ta đang đi mà ổng là ổng lắc kìa. Chịu nổi không không? Ổng cắt cớ ghê không? Tới tới anh thiệt kìa chị. Trời, ổng mà té xuống thì chết chứ. Neo đang đi nè. Ổng té ông cũng phải né con ổng chứ. Neo hay quá. Neo bên mặt kia. Thấy Neo dễ cưng quá, bên kia kìa, quay đi bên kia phải không? Dạ đúng. Đó, em quay kìa. Neo hay quá. Chưa rớt nè. Neo cố lên. Ông đi ông lắc. Neo you can do it. Anh em ơi. Ok, mấy nhỏ đó. Con lên bên đây đi. Ê, con nghe lên. Nở nào vậy anh Hiệp ơi? Xù nó lắc kìa. Xù nó lắc bắt Hiệp. Để khi nào chú Hiệp đi được qua hết sợi dây không ta? Chắc không có. Chắc được đó chị ơi. Chắc được á.
con, để ba đi đi con. Cho ba đi tới giữa đường đi con. Cho ba đi giữa đường cho đỡ con. À, thằng thằng nhỏ đó. Thằng làm đi, họ làm gì vậy? Trời ơi, có một mình chứ em đi mà ba bốn đứa nó lại nó bao giây. Đúng rồi nó Phi, đúng rồi nó Phi. Trời ơi Phi ơi, con làm khí thế quá ba, con chắc rớt quá Phi ơi. Phải đi qua đó kéo ba. Phi ơi, để ba lấy vinh quang về cho con. Phi, con phải để ba lấy vinh quang về cho Hậu Quỳnh con. Hậu Quỳnh rớt xuống hết rồi con. Hay quá, hay quá. Đó, ba nó đi, nó đứng đây nó lắc. Đâu phải ấy công đâu chị, đau cái chân lắm, đau bằng chân á. Đau chân không Quy? Dí nấm thôi mà, thế chứ. Đau lắm hả? Thôi để ba đi đi. Không cho ba đi. Kia đâu luôn hả? Nó mới lần rồi. Coi thằng kia nó đâu rồi, chết hả? Nó đi rồi vậy? Đi rồi. Thì đó, chị nói có mình anh Hiệp đi mà ba bốn đứa nó bu lại nó lắc kìa. Con xô rồi nó chọt chân kìa. Chọt lét. Xô đừng chơi vậy con. Con lắc dây thôi, con không chọt chân được té à. Không được đụng chân nha. Hay quá. Đó, có một mình anh Hiệp đi thôi mà ba bốn đứa nó đu nó hành hạ nè. Cố lên anh Hiệp. Cố lên, cố lên. Sắp được anh Hiệp. Con hai chú Hiệp chút đi. Một đứa lắc ở dưới. Thôi bỏ hay quá, đẹp quá đi cô. Rồi ở dưới thêm mấy đứa nó đu nó lắc nữa kìa. Nãy giờ chưa có chứng minh nào mà bị hành hạ giống như anh Hiệp. Ê không được đâu. Đau quá. Bên kia ni hồ nó lắc nữa nè. Lắc lên sao mình sao sao. Tha nó bò đi hết, ta làm lại từ đầu rớt cho nó. À, mọi người ngưỡng mộ ba chưa? Bà nó lắc như thế luôn. Bên kia đi hồ nó lắc quá trời luôn nè. Nhưng mà nó lắc xa vậy thì không ảnh hưởng. Ghê quá. Nếp bị đủ nó xin. Nếp bị đủ rồi. Đi hồ nó ngồi lắc mà ba bốn đứa nó đu nó lắc ở dưới nữa kìa. Ủa ai đẹp hay quá. Hả? Thằng Tí hả? Đi hồ quá. Ôi, đẹp kìa. Đi hồ, em nhìn không thấy. Hay quá. Yeah. Oh my God. Cho đi ổ qua đi anh Hiệp. Đi ổ qua kìa. Để cho đi ổ đi đi, đừng lắc nó. Cho đi nửa đường đi. Mà chứ con lên chứ. Vui không con? Chưa lên chết. Vui không chết? Con ơi, ba lên khổ quá. Vui không con? Chết. Vui không? Đi ổ cố lên. Bơi nước này sình không? Một lát về hai cái chân thú quá. Nè. Đi ổ đi nè.